Madame Trang Trần, comment allez-vous? Chào chị, anh chị Trần Trinh, Trần Trinh ha, Trần Trăng, Paki, Hải đang có mặt trước bưu điện Sài Gòn để chuẩn bị gửi đồ cho chị nè. Và đây là cái thùng thư Sài Gòn gửi đi, bởi vì giờ gom thư là 9 giờ sáng nè, không gom thư ngày chủ nhật lễ Tết, không bỏ tiền vào trong thư. Và từ bưu điện có thể nhìn ra thấy được toàn cảnh của nhà thờ Đức Bà, quảng trường công sở Bakri. Thấy trời hôm nay mát, gì nắng nhẹ, nhiệt độ vào khoảng 29 độ C. Và hiện nay bên cạnh bưu điện có cái đường sách, là trưng bày bán sách. Và McDonald's có đầu tư cái tiệm thức ăn nhanh ở đây. Sau lưng đó là mấy cái building của khách sạn Hotel Intercontinental. Đó, và kiến trúc của bưu điện này vẫn giữ như thời thuộc địa. Đây là điểm tham quan của du khách khi đến Sài Gòn. Và nhìn ra kia đó là cái tòa nhà của Canada đầu tư đó. Đó, và tượng Đức Mẹ Maria, tháp chuông. Vì thấy trời Sài Gòn sáng nay rất là đẹp. Rồi, thôi mời quý vị theo Hải công minh vào trong bưu điện nha. Sáng hôm nay có mấy em sinh viên tốt nghiệp đội mão nhận bằng cái gì ra bưu điện chụp hình nè. Đó, thấy dễ thương à, vui mày kinh sử, bây giờ mới đạt thành tựu nè. Bưu điện này xây 1886 đến 1891 đó quý vị. Cổ ha. Là nhìn ra toàn cảnh cái gì đây nè. À, ok, nhìn ra nhà thờ Đức Bà. Rồi, rất là đẹp cái gì ha. Ok, để vào trong bưu điện xem họ có cho chụp hình quay phim không nha. Đi vô ha. Các em tốt nghiệp trường nào vậy? Dạ, đang học sư phạm. À, chuyên ngành gì? Dạ, đang học sư phạm tiếng Anh. À, sư phạm tiếng Anh. À, chúc mừng các em nha. Ok. Đây, vào bên trong bưu điện nữa gì. À, từng cái khung cửa, cái ống nước cổ vẫn còn giữ y nguyên nữa gì. Đó. Nhìn lên cái máy vòm này. Đó, theo cái tủ gọi điện thoại gì, mang cái nét cổ kính nè, và có ghi đồng hồ. Bây giờ trên bên Bakri là 12:37, California là 6:05, Washington là 8:00. Đó, và khu vực làm việc nè, bán đồ lưu niệm, bưu phẩm, Bosca. Đó, và đây có in cái bản đồ Nam Kỳ lục tỉnh ngày xưa nè quý vị. Đó, có một phần của Campuchia nữa đó, và nhìn thấy Bạc Liêu rồi, Kiên Giang, nhìn thấy Bến Tre của Ba Trăm nè.
thấy Sóc Trăng của chị Trang ở Honolulu đó. Vậy cái giờ của Seoul, Bắc Kinh, Tokyo và trong bưu điện nhìn ra là gì, rất là đẹp ha. Ở đây có mấy cái ghế ngồi, thời gian chờ làm việc đó gì, mình gửi bưu phẩm, bưu thiếp gì đó. Đây là bản đồ về Sài Gòn xưa. Gì thấy, nhìn thấy còn sông rạch, ruộng lúa là rất là nhiều nè. Chỗ Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhì hay ở còn ruộng không à. Bình Hòa xã nè, An Đông thôn nè, Thanh Đa thôn nè, những khu đó lúc bây giờ còn là thôn á. Rồi Tân Kiên nè, Vĩnh Hội nè, An Lợi Đông nè, Chợ Lớn còn ruộng cái gì. Wow, vậy là Sài Gòn xưa với bây giờ khác quá chừng cái gì ha. Ok, một vòng bưu điện để quý vị xem ha. Đây là quầy bán vé, các cái show diễn đó, đi gửi thư nè. Đây bán đồ lưu niệm. Bán sách, bán souvenir cái gì. Shop. Đây là khu vực gửi bưu phẩm. Gửi đồ đi nước ngoài nè. Ok ha. Nhìn ra thấy toàn cảnh của bưu điện. Ok, thank you, see you quý vị nha.